để cho chú thêm con cá chép nữa cho nó. Nó là bán cho bà hết nhá, bao nhiêu đấy? Đây, 100. Cáo bà tặng cho cô nhá.
nai cân nhiêu tiền đấy? Đây con. Để cho chú thêm con cá chép nữa cho nó. Bà cho 100 nhá. Cho 100 cô nhá. Còn lấy 6 cái đi nữa. Lấy đi, bà cho thì lấy đi. Mai được cá em bán cho bà. Bà cáo bà tặng cho cô nhá. Cô mua nó đấy, cô không có thì áo mà ấy. Con lấy tiền ạ. Cầm lấy áo cả tiền cả áo đi. Bà tặng cho cô chứ. Thế thì bà xin nhá. Mai em đi làm cá bán được nhiều hơn nhá. Mua nó đấy, mặc cái áo này vào, đi làm mặc cái áo vào nhá.